Đây chưa? Bố mẹ em đều là thương binh, bố thương binh loại 1/4, mẹ thương binh loại 3/4. Mọi khó khăn thiếu thốn đều đứng nhận lên hàng tháng. Vừa làm việc tập, vừa dành thời gian cho gia đình và chăm sóc thêm sức khỏe cho những người có nhu cầu, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế của gia đình. Em đã được quá trời tạo một số cộng đồng thân thiện nhà tập cánh học liên quan thêm. Quá trời. Một số tiền thân binh, nhiều góp tiền vật chất trẻ bất hạnh, có cùng hoàn cảnh đến thăm gia đình nhà anh hùng. Nhảy đi, ơi. Từ 10 giờ đến 17 giờ, trên đường phố lễ phủ sóng.